Xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn. Buổi trưa hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức cái món bún chả Hà Nội với chúng tôi, bún chả Hà Nội ở giữa lòng Sài Gòn quý vị ạ. Quý vị ăn rất là mát. Bún chả Hà Nội này, nem cua bể, bún đậu mệt, giá cũng rất là bình dân. Mình nhìn thấy rất là sạch sẽ. Chả Hà Nội là một món ăn rất là ngon, đã từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn tại Hà Nội quý vị. Đây là bún chả Hà Nội chuẩn quý vị, chuẩn này. Đây là chả quý vị. Không, con không phải nhà báo đâu. Báo nhà, nhà báo. Nó làm cái gì, nó làm nhà, nó thì báo với người. Đây rồi quý vị ơi. Quá có chín. Vâng. Chả quý vị nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn. Bún đây. Còn đấy anh này thì không ăn được. Đây là rau. Rất là nhìn tươi không? Rất là tươi quý vị. Đây này, ngon. Rau đây thì có là xà lách này. Còn đây trong cái bún chả đấy thì nó ở đấy thì nó có làm hai loại thịt, nó có thịt thịt băm nướng và đây là miếng thịt thịt nguyên, thịt sắt ra thôi, thịt băm và thịt miếng đúng không? Thì trong đây thì có đu đủ này và cà rốt, là muối ở đây là gì? Không, sống này, này sống thôi. Nhưng mà cái này có chức năng là có cái tác dụng là nó chống béo. Chống béo à? Cái này xong vào ăn thêm cái những đồ đu đủ này này thì là nó đỡ ngấy hơn, nó không bị gầy, chống đỡ bị ngấy, dễ ăn. Thì thôi vào ăn cái này thôi, xin mời quý vị các bạn nhé. Để nhìn anh bồ bộc như kiểu là nhịn đói một tuần rồi quý vị ạ. Con này đâu có được ăn miếng cơm đâu, còn ăn bún không à. Chả thôi á. Nó vừa lắm. Thank you.
tiếp tục là anh Hậu anh đã chiếm thêm nhiệm vụ thứ hai rồi. Quay thì mất nghiệp. Đấy, ngoài thì mất nghiệp. Phần. Quay thì tiếp tục à? Thank you.
quá mát hết. Thank you.
chiến lược của hai anh em. Quất hết là 3 đĩa bún. Thực sự là rất là ngon quý vị ạ. Rau rất là tươi. Rất là ngon, ăn hết cả nước. Nhậu bây giờ anh em kêu nhọc bụng. Tha bụng thì quyết định. Này ở bụng như thế nhọc bụng. Đây là hình ảnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến công du tại Việt Nam, đã ghé và thưởng thức món bún chả Hà Nội. Món bún chả này là bún chả gốc Hà Nội đúng quý vị ạ. 50 địa chỉ số bao nhiêu? Em quảng cáo cho. Quán này ở địa chỉ số bao nhiêu hả cô? Địa chỉ quán này 854 Hà Huy Giáp, quận 12 nhá quý vị. Ai mà ở khu vực này ăn bún chả chúng ta đến đây ăn rất là ngon. Đây, nhà làm. Đây, không phải cô bảo không ăn là ký. Cô bán đây bao nhiêu năm rồi cô? Cô bán Hà Nội à? Bán quán này luôn à? À đây ạ. Đây là bà chủ này là bà chị. Còn Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng ghé vào quán cô em. Đây là hình ảnh. Rồi, nếu quý vị ai ở gần đây hoặc có ghé qua đây thì chúng ta ghé qua ủng hộ quán như là thưởng thức món bún chả Hà Nội nhé. Rồi, xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hãy like, share để nhiều người cùng xem nha quý vị. Đừng quên nhấn đăng ký để cập nhật nhiều những thông tin, nhiều những video mới từ chúng tôi nha. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.